quay này sẽ làm cho khán giả cảm thấy bị một màu vô hình, vô tình làm cho bộ phim có một cái sự trùng lặp nào đó so với những dự án trước của anh không? Và đặc biệt là lần này đó lại là một tác phẩm mà Tuấn Trần làm nam chính nữa. Tại sao lại là Tuấn Trần mà không phải là một nam diễn viên khác ạ? Và câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi đó là anh Hành cũng là một cái tên tuổi báo chứng ở ngoài phòng vé, tuy nhiên thì anh cũng có một vài tranh cãi và nhiều khi là khiến công chúng có những cái phản ứng trái chiều. Anh có e ngại rằng là những cái phản ứng trái chiều đó sẽ ảnh hưởng tới cái sự đón nhận của mọi người khi mà bộ phim ra rạp không ạ? Vậy anh thưa hết. Cảm ơn em. Rồi mình đi từ Mỹ nha. Câu hỏi của em rất là gọn nè. Đầu tiên á là những người quen thuộc ha. Quý vị thấy phim này thì ngoài Tuấn Trần với là Uyển Ân quen thì Hải Như quen, và gọi là Khánh là đây là cũng những người mới, như là Ngọc Nguyễn. Thì quý vị có biết Ngọc Nguyễn hiện tượng livestream không ạ? Dạ đây Ngọc Nga đây mới đây, chị Kiều Lê mới, Lộ cũng mới đây. Đây anh Phạm đây cũng mới đây. Dạ vâng. Dạ có cô Thanh Hằng nữa. Rồi bác ở đây mới nhất đây, có bao giờ làm với người này đâu. Thì có nghĩa là cái phần chị quên nữa, có một cái người đang kẹt ở Mỹ, chị Hồng Đào nữa. Chị Hồng Đào. Cho nên là nếu mà nói những gương mặt quen thì tội Thành, chứ cũng Thành cố gắng là phải trộn lẫn chứ. Nhưng vấn đề là Thành có một cái lối làm việc là ai hợp vai thì mình mời, và ai mình cảm thấy họ là những diễn viên giỏi và họ có thực lực thì họ nên được trải nghiệm nhiều loại vai. Và chắc chắn chúng ta sẽ không cho họ đóng lại cái vai mà họ đã đóng. Chắc chắn là cái vai quý vị thấy Khả Như sẽ hoàn toàn khác nhà bà nữ. Quốc Khánh sẽ không còn giống như trong cô Nguyên bên hẻm cùng. Lộ Lộ sẽ không còn là một mẹ chủ nhà phòng trọ. Chắc chắn quý vị điều đó. Nguyễn Ân sẽ không còn là cô gái của nhà bà nữ năm xưa. Tôi không bao giờ lặp lại hình ảnh của diễn viên của tôi trong phim tôi mà quý vị nhận ra đó là cái người cũ. Không, ngay cả đừng nói tới, nếu như em hỏi là anh có diễn cái vai này cô khác so với cái vai không, nếu anh mà không cho diễn viên của anh diễn giống thì làm sao anh diễn giống được. Nói chung là Trấn Thành luôn luôn, mình là người theo chủ nghĩa của sự đổi mới, mình luôn luôn muốn phát triển, tìm những cái mới hơn, cho nên mình sẽ không bao giờ để cho diễn viên họ lặp lại cái họ đã làm. Tại vì nếu mình mời lại người cũ mà cho họ diễn lại cái loại vai cũ thì khán giả xem sẽ rất chán. Ngay cả Má Giàu thì Việt Nam quý vị cũng sẽ thấy những loại vai hoàn toàn khác nhau. Lần này quý vị sẽ thấy một Má Giàu hoàn toàn khác, một chị Hồng Đào chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến giờ những cái loại vai như vậy. Và dạ, đây Phương Anh Đạt sẽ là một bảo chứng mới của Trấn Thành. Đây Phương Anh Đạt sẽ làm cho quý vị surprise về diễn xuất của một nữ chính. Ok. Và sự tranh cãi. Tranh cãi thì thưa quý vị, em nghĩ là ở trong cũng sẽ có tranh cãi, và ai cũng sẽ có tranh cãi, là ít hay nhiều thôi. Và cái tranh cãi đó là được hiện lên hay là ẩn đi thôi. Nên không ai sinh ra làm có thể hài lòng được hết tất cả mọi người. Thành nghĩ là ngoài những cái tranh cãi dành cho Thành thì Thành cũng có Thành tin chắc chắn để có được một Trấn Thành ngồi ở đây gần 20 năm làm nghề, với những bộ phim mà Thành đã làm ra, với những số lượng vé được bán đi, Thành tin chắc chắn rằng là có một lượng khán giả luôn luôn ở đó và dành tình yêu thương cho Trấn Thành như mẹ của bạn phóng viên vừa rồi. Thành tin cái điều đó, cho nên là Thành nghĩ rằng là mình cũng không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Điều duy nhất mà Trấn Thành có thể làm đó là thay đổi hàng ngày và cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm tốt hơn nữa. Thì mọi người nhìn vào những cái tốt của mình làm, người ta sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Đó là cách duy nhất mà Thành có thể làm thôi, Thành nghĩ là. Cảm ơn Thành. Dạ, xin mời. Thưa quý vị, như đã nói, bộ phim này đáng lẽ được mời trước nhà bà nữ. Thì nó được thay ngán từ trước nhà bà nữ là đã mời từ lúc đó rồi. Sau đó là đất rừng Phương Nam mới mời Tuấn Trần đó. Chứ không phải là Tuấn Trần vừa xong là đúng không? Có nghĩa là đáng lẽ xong bố già là sẽ tới phim này. Là tại vì Tuấn Trần là việc tốt, Tuấn Trần nghiêm túc, và đến là Tuấn Trần đẹp trai và có múi, cho nên hợp vai nên tôi phải mời thôi. Và vô tình vì này nó lâu quá cho nên Đất Rừng Phương Nam ra trước, thì quý vị lại tưởng chúng ta lại hợp tác Tuấn Trần áo. Đất Rừng Phương Nam là anh Dũng chọn Tuấn Trần, nhưng mà chọn xấu tôi, thì tâm cái phim mai này là dự án trước thì tôi mời trước, cho nên mà nó ra sau, cho nên quý vị tưởng là chúng ta lại làm việc Tuấn Trần, nhưng không phải. Tại vì sau bố già thì mình quý Tuấn Trần và mình mời Tuấn Trần ngay phim mai này. Rồi sau đó vô tình
vì nó lâu quá cho nên Đức Lực Phương Nam ra trước, thì anh Dũng vô tình lại chọn Tuấn, thì quý vị tưởng là Trấn Thành lại làm việc với Tuấn, không phải. Đó là cái lựa chọn của anh Nguyễn Quang Dũng. Tuấn Trần là lựa chọn của anh Nguyễn Quang Dũng cho Đức Lực Phương Nam, không liên quan gì đến Trấn Thành hết. Và phim này là vô tình Tuấn Trần trở lại với Thành thôi. Rồi. Cảm ơn thầy là kịch phơ và đặt gạch Tuấn Trần trước. Đặt từ sau bố già rồi. Dạ rồi. Dạ xin mời những câu hỏi tiếp theo. Anh cũng nói cái ý của anh Thành là anh Thành không có muốn diễn viên mình lặp lại cái hình ảnh trước trong những cái phim khác của diễn viên đó, và ngay bản thân của em của Kim Chí Nam khi mà em làm nghề là em cũng không có muốn mình lặp lại cái hình ảnh của mình trong tạm gọi là mình cũng để được vài tình cảm cho mọi người, đó là những mục quán. Thì trong cái phim này là em cũng rất là áp lực, tại vì thấy nó chắc chắn là mọi người cũng sẽ có những cái hoài nghi, chắc chắn mọi người sẽ có những cái tranh cãi là tại sao phim anh Thành lúc nào cũng là Trấn Thành vậy, tại sao phim anh Thành lúc nào cũng là Tuấn Trần vậy, sao phim anh Trần lúc nào cũng là Trấn Thành vậy, phim anh Trần là anh nào, phim anh Thành lúc nào cũng là Tuấn Trần vậy, thì anh thích em nghe thấy nói mình nói hồi cái tự nhiên quên là em sẽ nói gì là nào đó. Thì đây là một cái nhân vật mà tôi thấy rất là khác. Khác, khúc đầu tôi nghĩ về một bài dương khác. Anh Thành nghĩ là một nhân vật dương khác. Khi mà ra ngoài hiện trường á, hai anh em đều nghĩ ra một hình dương khác, nhưng mà cùng mục đích là phải làm sao khác nhân vật Quấn và Tuấn Trần ở ngoài. Cái khoảng thời gian đầu tiên là khi mà làm việc á, Tuấn cũng không có vô được cái nhân vật này. Rồi phải mất nửa tháng hơn rồi mới tiếp cận được một người như Phương Anh Đào, mà tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ hoài, tôi nói Tuấn ơi, Đào nó đẹp mà, và nó diễn giỏi mà, sao lâu quá em mới vô vậy Tuấn, em có vấn đề gì về tâm sinh lý của em không Tuấn? Và cuối cùng mà Tuấn nó vậy đó, nó vô chậm nhưng mà vô thì vô sâu. Dạ anh nói lại quên nữa. Thì cái thì càng nói về sau, giống như anh Thành nói là càng về sau thì anh Đào cùng với lại các anh em diễn viên đã giúp Tuấn rất là nhiều. Tuấn luôn có một cái quan điểm là cái cách tiếp cận nhân vật mình phải khác với Quấn nha. Nên nó Tuấn học thêm những cái skill, ví dụ như là đánh piano, học khi vũ, rồi tập cho cái body mình săn chắc. Và đây là cái bộ phim mà Tuấn nghĩ là Tuấn tạm gọi là mình phát huy sau quý hơn nhiều. Thì mình cũng muốn thoát khỏi cái vùng an toàn của mình, tại vì trước giờ Tuấn không có đóng những cái phim mà show về body quá nhiều. Nhưng mà một cái mà Tuấn thích đó là cái kịch bản này á, nó làm cho Tuấn cảm thấy là những cái cảnh đó nó rất là quan trọng, và những cái cảnh đó nó phục vụ cho tâm lý và cảm xúc của diễn viên, chứ không phải là show lên những cái hình ảnh đó chỉ để câu view đó. Thì nó dừng một Tuấn, và Tuấn thật sự cũng rất là tôn trọng những cái ý kiến ở bên ngoài. Tuấn khúc đầu Tuấn cũng hơi buồn đó, Tuấn cũng hơi buồn là Tuấn nghĩ là chắc là do bản thân của mình nó chưa có chứng minh được về thực lực, cho nên đó là mọi người sẽ luôn thấy rằng Tuấn sẽ đính kèm người khác hay là nhờ mối quan hệ hay như thế nào đó. Nhưng mà buồn đó thì nó cũng chỉ là trong một ngày thôi, thì sau đó thì cũng nghĩ là thay vì mình ngồi buồn thì mình phải chứng minh đi, mình làm được những cái gì mà mọi người tin là mày có năng lực đi. Thì nhân vật như hôm này là một cái nhân vật mà Tuấn tìm được tiếng nói chung của nó với nó, và Tuấn tin chắc về cá nhân của Tuấn có thể là một diễn viên diễn chưa hay, chưa chinh phục về khán giả, nhưng Tuấn nghĩ là Tuấn sẽ là một diễn viên làm việc rất là nghiêm túc và rất là mong mọi người sẽ đón nhận cái bài diễn này. Chúng ta đang đứng đây